Chào mọi người, hôm nay mình sẽ mở hộp giới thiệu cho mọi người về một mẫu tai nghe on ear không dây phục vụ cho nhu cầu đàm thoại. Đây là JLab Go Work. Mời mọi người theo dõi video này nha. Đầu tiên mình sẽ tiết lộ luôn là giá bán của sản phẩm này chỉ có 1,5 triệu đồng thôi mà xét về mức độ hoàn thiện thì cá nhân mình thấy nó rất là cứng cáp, không có bị ọt ẹp hay là bỏng manh như những đối thủ trong cùng tầm giá. Nhìn tổng thể thì JLab Go Work sở hữu thiết kế hiện đại, vật liệu chiếm phần lớn trên chiếc tai nghe này là nhựa, còn bên trong headband, hãng sử dụng một loại kim loại để gia cố. Tương tự như những sản phẩm khác của mình, Jlab chọn cho quốc tông màu trắng đen với điểm nhấn là các cái họa tiết chấm xanh trên phần bề mặt iPad này. Điểm đầu điểm tay mềm và đàn hồi tốt nhưng có vẻ là được làm từ simili chứ không phải là da thật nha anh em. Bên phía mặt ngoài của tay bên phải sẽ có một cái micro dài để anh em có thể tùy ý điều chỉnh. Uống còng sao cho đầu dây bên kia nghe được giọng của chúng ta một cách rõ ràng nhất. Khi không sử dụng tới chúng ta có thể gác nó lên như thế này để tránh vướng víu Ngay tại logo JLab này cũng có một phím bấm riêng biệt để anh em tắt nhanh cái micro Khi đang ở chế độ mute thì anh em sẽ thấy phần đầu mic sẽ xuất hiện đèn đỏ ha Ở phần cạnh viền của tai nghe Hãng cũng có bố trí thêm các cái nút vật lý và một cái đèn led để báo tình trạng kết nối cũng như mức pin Về mặt công nghệ thì chiếc JLab Work này được trang bị chủng Bluetooth 5.0 cho khả năng kết nối hai thiết bị cùng lúc do đó sẽ rất thuận tiện cho bạn nào hay chuyển đổi qua lại giữa máy tính và điện thoại với nhau. Do là dòng tai nghe hướng đến nhu cầu gọi thoại nên em này chỉ hỗ trợ hai codec rất cơ bản, đó là SBC và AAC. Bù lại, thời lượng pin cho chiếc tai nghe này trụ được lên tới 45 tiếng. Và trong trường hợp hết pin, các bạn vẫn còn một giải pháp đó là tận dụng sợi cáp USB-C ra 3.5 mà hãng tặng kèm. Các bạn sẽ mất trên dưới 2 tiếng để sạc đầy cho chiếc tai nghe này. Và để đảm bảo an toàn thì hãng khuyến cáo anh em chỉ nên sử dụng những nguồn điện có công suất tối đa là 5W tức là 5V 1A thôi nha. Trong hộp hãng sẽ tặng kèm cho chúng ta hai sợi cáp, một cáp USB C ra 3.5 và sợi còn lại là USB A ra C để sạc cho tai nghe. Nếu các bạn đang tìm cho mình một chiếc tai nghe để phục vụ cho những mục đích như là học online, trao đổi với đồng nghiệp hay là khách hàng thì mình thấy đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Thông tin chi tiết của sản phẩm mình có để trong link ở phần mô tả video ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới.